Good morning Việt Nam. Trước hết Hoàng Vinh xin kính chào quý vị, quý bậc thần thượng hiện trên diễn đàn tiếng nói tự do của dân Việt Nam. Hello anh không anh Trọng Nhân khỏe không? Hello cô Tạ Ơn Giấc Mộng có khỏe không? Hello anh chị gì Lửa Từ Bi. mới đến diễn đàn. Hello còn ai chứ có chiếc máy không quý vị? Còn cỡ chừng 4 phút nữa thôi, 3 phút vị là đến giờ mà ta thực hiện nghi lễ chào kỳ hàng ngày của diễn đàn. Hello Trung Tính khỏe không Trung Tính? Cũng mời bàn tay quý vị đưa lên. Hello anh chị yêu tự do ba. Hoàng Minh không thôi quên giờ rồi. vô hơi trễ. Hello chú Biên Vắng khỏe không? Mời bàn tay quý vị, mời bàn tay thân quý vị. Còn cỡ 3 phút nữa là hello chị Phong Lan. Còn ai nữa không? Anh Trọng Nhân nè, chú Biến Vắng nè, anh chị Lửa Tư Bi nè, mời chú Không Chờ ở đây nữa nè. Hello chú Tâm Mẫn. Không biết bữa này chú Tâm Mẫn có khỏe chưa vậy nha. Mời quý vị đưa bàn tay lên để mà chúng ta để đúng giờ thì hay cho chú gửi trong email phần trên phát thoát classic để dùng được chưa? Cháu chưa có vô trong email nhưng mà Pathos Classic thì cháu vẫn xài. Cháu vẫn xài tại cái Windows XP nó không update được đâu. Để coi thử coi để chị sóc dùng cho XP nhưng mà cháu vẫn xài Pathos cũ chú Tâm Mẫn. Vẫn xài cái cũ được mà cũng đâu có upgrade đúng gì đâu. Tại vì cái này Pathos cái này Windows XP là vẫn nó không bắt upgrade quý vị, nó không có. Nó phải như là Windows 7 hay Windows 10 trở lên đó, nó bắt upgrade. Windows này nó quá cũ rích rồi. Để mà thâu âm thôi. Ok, mời bàn tay quý vị ha, còn thêm một phút mấy nữa thôi. Ở Cali hôm nay thì buổi sáng thì còn trời rất là đẹp. Nhưng mà tối nay sẽ trở lại bão tiếp quý vị ơi. Năm này là ông trời hành hạ dân Cali quá nhiều rồi. Bão quá lớn luôn. Hư hại khủng khiếp luôn. Robot chịu phao thoát cũ. Đúng rồi. Ok, robot không chịu. Robot không chịu phao thoát cũ. Cái này hơi kỳ ha. Hơi kỳ quá. Ok, hello, còn ai thức nữa không? Cô dân tộc Việt Nam ơi, thức dậy đi. Đến giờ rồi, phải cái gì vậy? bên tách sách thì ngủ kỹ lắm, họ mình biết. Còn ai thức mấy không? Part of Classic. Cái này họ mình không biết. Bữa nào để coi lại, coi máy móc lại ra. Có thể là nick đen cũng đâu cho xài đâu phải không? Ok quý vị. Ok, đến giờ rồi cũng nhờ anh Trung Tính post lá cờ hôm nay anh Trung Tính đó. Hy vọng cái đường nét anh tốt nha. Quý vị ơi, chúng ta cùng nhau để hướng về ngọn cờ vàng ba sọc đỏ để bày tỏ tấm lòng với quê hương tổ quốc chúng ta để thực hiện nghi lễ chào kỳ ngày hôm nay. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa bắt đầu. Công dân ta đi quốc gia đi đường vượt qua, đi trường đại quốc dân cùng xuân ba phát lên, làm sao cho như vậy từ nay vươn vươn lên, cho anh ơi cha. Phút mặc niệm để ghi nhớ công đức tiền nhân
các anh hùng dân tộc, vị quốc vong thân. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do. Phúc mặc niệm để thương xót cho hàng ngàn đồng bào chúng ta chết đớn đau trong vùng kinh tế mới. Các chiến hữu đã gửi thân xác lại hốc núi ven rừng trong ngục tù cộng sản. Phúc mặc niệm để tưởng nhớ đến hàng vạn đồng bào chúng ta kém may mắn trên đường tìm tự do, đã gửi thân lại vùng biên giới và trên sóng biển mênh mông. Và sau hết, phúc mặc niệm để thương tiếc cho những thân xác Việt Nam đã vùi chôn nơi xứ lạ quê người. Phúc mặc niệm bắt đầu. Anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy ngọn vàng phất phới bay. Ta dân Việt quê phong sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ốm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dân tràn, muôn triệu người cùng đứng lên. Mẫu anh hùng vẫn đổ trên quê hương, vì cờ thiêng mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh phong sờn, bao gian nan đầy gian khổ, nước mắt và mồ hôi, cho cây rừng mãi đứng thẳng, dòng xưa mẹ đông đầy ngọn cờ vàng phất phới bay. Ta dân Việt quê phong sờn đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc, màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt
Việt tị nạn, ta dân Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn bất khuất, hồn ông cha hồn ôm sơn hà, ta theo gương và theo cờ, vì nước và vì dân, cho muôn đời dòng dân Việt, dòng sông mẹ dâng tràn, muôn triệu người vùng đứng lên. Ta dân Việt quyết không sờn nấu thành, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương phát cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta người Việt lưu vong, ta người Việt tị nạn, ta Việt muốn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Ô, dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều vừa mới đến diễn đàn tiếng nói tự do của dân Việt Nam để thực hiện nghi lễ chào kỳ rất là trang nghiêm ngày hôm nay. Cảm ơn bàn tay của anh Trung Tính, cảm ơn anh đã phốt lá cờ rất là đẹp ngày hôm nay. Cảm ơn bàn tay của cô Tạ Ơn Giấc Mộng, cảm ơn bàn tay của chị Tâm, chị Phong Lan, chú Không Chợ, chú Tâm Mẫn, anh chị Lửa Tư Bi, anh Trọng Nhân, chú Biên Vắng, chị Tâm An, dạ, anh chị Yêu Tự Do Ba, dạ. Hello chị Tâm An, dạ. Yeah. Hôm nay ở miền Bắc Cali sắp bị ông trời hành hạ tiếp rồi chị Tâm An ơi. Không biết miền Nam Cali sao chứ miền Bắc Cali này á, trời ơi, gần khu Hoàng Vinh á, nhà nó là bị nó dập tanh banh hết. Dạ, dạ, yeah. Nơi có dưới Santa Cruz của thằng con Hoàng Vinh á, một ngày cúp điện nó mấy lần mà, ngày hôm qua gió bão kiếp hồn luôn. Để qua Hoàng Vinh bằng phép để mà hạ bàn tay quý vị xuống ha, để chúng ta cùng nhau thực hiện sinh hoạt live hôm nay. Hôm nay ngày Chủ nhật mà, chúng bà con cũng là cũng có thời gian ha. Mời bàn tay của quý vị hôm nay nhận được tin rất là sốc quý vị, không biết cũng nhờ những bà con ở bên Canada kiểm chứng giùm, nhất là trong diễn đàn có anh Trọng Nhân nè. Có người đưa thông tin á, là ở thành phố Minnesota có một cái cuộc tổ chức hội chợ chết, đúng rồi, sorry vị, hội chợ Tết, lúc này Hồng Vinh á, cái phổi Hồng Vinh á nó quá hơi vị. Dạ, yeah, nói rồi hết hơi rồi, cho nói lộn chuyện ngầu hết. Dạ, yeah, hội chợ Tết mà Hồng Vinh có được dặn hình ảnh là lá cờ máu. Yeah. Anh Trọng Nhân có nhận thông tin này không? Để lá cờ máu khi mà ngộ vậy chơi, thế kỷ 21 rồi mà một cường quốc trên thế giới là Mỹ mà vẫn còn bị cúp điện. Không biết ở trên này cũng thông cảm, chú Viên Văn ở trên Santa Cruz thông cảm, tại vì cây cối rừng không à. Cây cối rừng không à, mà ở đây cái tụi mà tranh đấu môi trường nó mạnh lắm quý vị không? Đối với tại sao thành phố đó, khu vực đó, nhà nó đắt đỏ như vậy nha. Ok, thấy bàn tay của anh Trọng Nhân rồi nha. Mong anh Trọng Nhân chia sẻ, không biết anh Trọng Nhân có biết tin tức này không? Mới hôm nay nè, ngày 7 tây nè, mới nhất còn nóng hổi luôn, cầm lên là phỏng tay đó nha. Mà tại sao khai mạc hội chợ Tết mà xuất hiện lá cờ máu to đại trang luôn? Cái này hơi ngộ lắm. Nếu mà không biết dám anh Trọng Nhân ở thành phố xa xôi có lẽ không biết, nhưng Hoàng Vinh nhận được cái thông tin này của cô Lê Văn đưa cho Hoàng Vinh. Dạ, yeah, Hoàng Vinh cũng có post lên Facebook. Ok, mời bàn tay anh Trọng Nhân ha, chia sẻ cái này đó. Hoàng Vinh rất là phẫn nộ lắm cái vấn đề này. Dạ, yeah, ok, mời anh Trọng Nhân ạ. Cảm ơn anh Trọng Nhân rất nhiều. Mời quý vị đưa bàn tay thân thương lên để mà chúng ta cùng nhau sinh hoạt live cho diễn đàn nó sống động chút xíu nha. Mời bàn tay quý vị luôn.
Rồi, Trọng Nhân xin cảm ơn Hoàng Vinh. Và Trọng Nhân xin chào quý anh chị trong diễn đàn. Rồi, cảm ơn Hoàng Vinh đã nghe rõ. Trước hết thì Trọng Nhân cũng xin nhắc mà đến quý ông bà anh chị em, mặc dầu trước khi chào quốc kỳ Trọng Nhân gấp quá vô kể, thành ra Trọng Nhân chát lên, nhưng mà anh Hoàng Vinh có lẽ không đọc, thành ra không nhắc nhở quý ông bà anh chị em tham dự buổi lễ chào quốc kỳ trong diễn đàn vào cái phút mặc niệm á, thì xin quý anh chị em nhớ tới ba người con yêu của Tổ quốc đã hy sinh mạng sống đúng vào cái ngày 8 tháng Giêng. Đó là anh Trần Văn Bá với lại anh Lê Quốc Quân và anh Hồ Thái Bạch. Dĩ nhiên thưa quý anh chị, trong cái giờ phút mặc niệm á, chúng ta tặng nhớ tới và tặng những cái đó bông để tưởng đến những quân nhân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong cái ngày biến cố 30 tháng 4 năm 75 và tất cả người Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt, những cái người đã hy sinh sau này, sau ngày 30 tháng 4 năm 75, họ có đủ những cái điều kiện sống ở nước một cách thoải mái, đầy đủ. Thế mà họ đã hy sinh cái bản thân, họ quay trở về đất nước. Mục đích của họ không phải gì cá nhân, mà đó là vì dân tộc. Thành ra đúng vào cái ngày này, thì anh Lê Quốc, anh Trần Văn Bá, anh Lê Quốc Quân, bạn Hồ Thái Bạch đã bị Cộng sản tử hình. Thành ra Trọng Nhân cũng muốn nhắc đúng trước khi chào quốc kỳ, nhưng mà rất tiếc là Trọng Nhân vô kể rồi anh Hoàng Vinh ảnh không có đọc được, thành ra không có nhắc được, để anh em chúng ta trong cái giờ phút mặc niệm chúng ta để cái trí nhớ tưởng đến ba cái người có thể gọi là ba đứa con anh hùng của mẹ Việt Nam. Đấy thì đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai là anh Hoàng Vinh có nói cái vấn đề là cái ngày chợ Tết, tổ chức chợ Tết mà lại có cái lá cờ đỏ sao vàng. Cái này nó cũng chuyện bình thường lắm anh Hoàng Vinh. Là bởi vì ở Canada cũng như ở những cái quốc gia khác đa số đều có hết. Có nghĩa rằng có những cái cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản. Nhưng bên cạnh đó nó vẫn có cái cộng đồng cộng đồng Việt Nam cộng sản, nó có hết. Bởi vì quốc gia nào nó cũng có tòa đại sứ, nó cũng có những cái thân nhân của nó và những cái tên mà bưng bô theo cộng sản thì đứng ra tổ chức nhỏ hay là lớn, một cái bàn hay là vài cái bàn thì nó không cần thiết lắm, nó không quan trọng, và số người tham dự nó cũng không quan trọng. Cái quan trọng của nó là muốn dương cái lá cờ đó lên. Nhưng mà tin chắc rằng nếu mà ở Mississauga thì tin rằng người dân ở Mississauga sẽ có hành động. Cũng như là cái đó nó rất là bình thường thôi. Chỉ trừ khi cái chỗ nào, những cái cộng đồng nào mà mạnh mà nó không dám thôi. Thí dụ như Trọng Nhân nói, nhắc lại cho quý anh chị nhớ là sau cái ngày 30 tháng 4 75 á, thì khi mà miền Nam Việt Nam mất đi á, thì những cái tên cộng sản ở những cái quốc gia trên thế giới này nó rất là mừng rỡ, rồi nó ăn mừng này nọ.
thì ở cái vùng của Trọng Nhân ở cũng có, và nó còn hơn một cái chỗ, những chỗ khác, là cái chỗ của Trọng Nhân ở đó nó có cả một cái văn phòng lớn mà nó bán những cái sách vở rồi đủ thứ chuyện hết, nó bán và nó nó hãnh diện và nó coi như nó thắng lợi đó. Nhưng mà thưa quý anh chị, cái chỗ của dùng của Trọng Nhân ở đó, người Việt Nam tị nạn không để cho nó làm những cái chuyện đó được. Thành ra đó, người cộng đồng Việt Nam tị nạn á, họ làm đến mức độ mà nó phải dẹp đi cái nơi nó buôn bán từ trước cho tới bây giờ, dẹp đi. Rồi á, chính hiện tại bây giờ nè, nó có cái tòa đại sứ của nó ở tại Ottawa. Nhưng mà ngày lễ của nó không dám treo một cái lá cờ nào ngoài cái lá cờ ở trước cửa của cái tòa đại sứ của nó mà thôi. Bởi vì cái lá cờ trước tòa đại sứ mình không có quyền, dù là mình là tị nạn cộng sản nhưng mình không có quyền mà phá nó, là bởi vì đó là tính cách ngoại giao. Nhưng mà trước xung quanh đó hoặc trước nó có những cái trụ thì thông thường nó treo cờ đỏ của nó, nhưng mà dùng của Trọng Nhân ở không có dám treo. Đó là tùy theo, có nghĩa rằng tóm lại Trọng Nhân nói một cách tóm lược á, là ở Canada dùng nào cũng có cộng đồng người tị nạn, nhưng mà bên cạnh đó cũng có gọi là chữ cộng nữa nhé, ít ra là nhiều thì không cần biết, nhưng mà cũng có cái số mà người thân cộng sản ở bên cạnh, mà nó cũng có hội đoàn của nó có cộng đồng của nó, là bởi vì cái đó luật pháp cho phép. Nhưng họ, nó không dám trương cờ đi lòng vòng. Có thể là nó thực hiện dưới cái hình thức là như Trọng Nhân, ví dụ như Trọng Nhân là cái người thân cộng, cái ngày Tết đó, Trọng Nhân không biết cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà Trọng Nhân lấy một cái lá cờ đỏ sao vàng, rồi Trọng Nhân chụp hình, Trọng Nhân gửi đến, Trọng Nhân biết anh Hoàng Vinh, hay là biết anh Chiến Ngũ Biển Vắng, hay là vân vân, hoặc là trên những cái Facebook, hay là trên những cái cơ quan, cơ ngơi truyền thông, Trọng Nhân bốt lên, đưa lên, và coi như đó là một cộng đồng của người cộng sản tổ chức ngày Tết. Bởi vì cộng sản nó cũng Tết vào cái ngày Tết của mình, kỷ niệm, có đúng không nè, Tết Việt Nam. Thì cái đó nó không quan trọng, bởi vì ở trong cái xứ tự do có những cái điều mà nó được phép mà mình không có cản nó được. Nhưng chỉ trừ khi mà mình làm mạnh quá thì nó e ngại, nó bỏ đi, nó không dám. Chẳng hạn như dùng của Trọng Nhân nữa, chính cái dùng của Trọng Nhân ở cỡ khoảng năm 80, 81, 82 á, chính cái thằng đại sứ của cộng sản á, từ ở Ottawa đó mà nó đến cái vùng đó, nó cũng bị đuổi như đuổi tà, bị người cộng đồng tị nạn á, đuổi mà chạy ra, xách dép chạy không kịp. Nó đến cái cơ quan của nó đó, những cái cơ ngơi của nó đó, mà cũng vậy. Thành ra bây giờ cái vùng của Trọng Nhân ở không, thằng cộng sản không có léo hánh, mà cũng từ cái chỗ đó mà cái vùng của Trọng Nhân ở chỉ là cái người mà đấu tranh cái ngày 30 tháng 4 năm 75. Nếu cái ngày 30 tháng 4 rơi vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì dời lại vào ngày sáng thứ hai để trương cái lá cờ, kéo cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lên trên cái cột cờ của Quốc hội Canada. Bởi vì cái ngày đó
là toàn thể công chức nhân viên đều chào quốc kỳ Canada, và cái lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng kéo lên trên cột cờ của tòa đại sứ. Đấy là như vậy, chứng tỏ rằng tùy theo dùng, tùy theo nơi. Đã, tôi dùng tùy theo nơi để mà mình thấy được cái sức mạnh của cộng đồng thì này. Thành ra cái chuyện đó nó cũng thường thôi anh Hoàng Vinh, anh đừng ngại, là bởi vì cái đó nó có thể làm được một cách rất là, nó ba người nó có thể làm một cái cộng đồng, thấy không? Và bởi vì ở đây mà mình chụp lá cờ rồi mình trương lên, mình đưa lên, mình gửi chỗ này chỗ nọ, thì mình coi như là mình viết một cái bài nói rằng cộng đồng tổ chức chợ Tết là cộng đồng của cộng sản chẳng hạn vậy đó, như vậy thôi. Nhưng mà trong dân tin chắc rằng cái nơi mà nó làm thực tế ở ngoài đời đó, thì trọng nhân nghĩ là trước sau gì nó cũng lãnh cái hậu quả rất là nặng do cái cộng đồng tị nạn cộng sản sẽ phản ứng. Thì đúng rồi anh, bởi vì nó là người Việt Nam, nó cũng là người Việt Nam mà nó cũng ăn Tết Việt Nam. Nó chỉ có cái chỗ là nó là người Việt Nam cộng sản thì nó tổ chức ăn Tết, đâu có ai cấm cản nó được. Là bởi vì nó làm theo cái tục lệ của nó mà. Mà nếu là nó ở cái chợ Tết của nó, của người cộng sản, thì nó treo cái cờ cộng sản thì nó có lý thôi. Là bởi vì cái quốc gia Canada cũng như những quốc gia khác, người ta có cái luật pháp rõ ràng. Thành ra mình không phải dựng cái lý do đó, từ cái chỗ đó mà mình nói rằng ô, cộng đồng việc tị nạn ở Canada yếu quá, để cho cái cộng đồng tổ chức chợ Tết mà treo cờ đỏ. Chỉ trừ rồi sau đó tùy theo cái cộng đồng ở địa phương đó, họ sẽ đối diện với lại cái nhóm đó, rồi trong tương lai nó còn hay là nó không còn, nó còn treo tiếp tục nữa hay là không, đấy là do cái khả năng, cái sức lực của cái vùng đó, của cộng đồng mà tị nạn cộng sản cái vùng đó. Chứ còn cái đó là bắt buộc. Thí dụ như một cái bằng chứng cụ thể nữa, thí dụ như là cái đạo luật mà trên bao thóp này, cũng có nhiều người ta chê trách nhiều đến mức độ mà nhục mạ ông Ngô Minh Hải về cái đạo luật đi tìm tự do. Mà người Việt Nam á, thì lại muốn là cái đạo luật đó phải là đạo luật 30 tháng 4 hoặc là cái đạo luật tháng 4 đen. Nhưng mà Canada, ở trong Canada đó, nó không có cái lễ lễ nào mà gọi là cái ngày lễ 30 tháng 4 cả. Mà nó cũng không có cái ngày lễ nào là cái ngày tháng 4 đen cả. Vì cái đạo luật đi tìm tự do là một cái đạo luật quốc gia, chứ không phải là cái đạo luật nhỏ nhỏ. Một cái đạo luật quốc gia, những học sinh, sinh viên đi học đến trường, họ phải biết được đó là một đạo luật quốc gia, thì họ phải đọc, phải biết. Nhưng mà rồi Canada không thể đồng ý cho mình lấy cái tên đó khi Canada không có sự kiện đó xảy ra. Mà Canada nó có cái sự kiện là nó đưa bàn tay, nó che chở, nó giúp đỡ, nó nhận những người tị nạn cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 75 vào đất nước nó. Đó là cái phong trào tự do, đi tìm tự do. Thì nó lấy, nó yêu cầu lấy cái tên phong đạo luật đi tìm tự do. Thì mình phải chấp nhận. Và quý anh chị còn nhớ trên cái bao thóp này, trọng nhân nhớ không lầm, trọng nhân không nhớ tên cái nickname của người đó, nhưng mà rồi anh đó cũng đã
nặng nhẹ với ông Ngôn Hải, rồi hăm dọa ông Ngôn Hải đến mức độ mà người anh ấy đã bị ra tòa và bị kết án là có tội, và chính ông Ngô Thanh Hải tha, thành ra đó ảnh không có bị pháp luật trừng trị, nhưng với điều kiện là từ đó tới bây giờ không bao giờ được phép đi vào bao thoát nữa. Thành ra bao nhiêu người, nhưng mà quý anh chị em nhớ là cái đạo luật đó là đạo luật quốc gia, học trò, học sinh, sinh viên nó học, nó biết cái đạo luật đó, bởi vì đó là cái đạo luật quốc gia. Thì á, cái đạo luật quốc gia đó, đi tìm tự do đó, cái trang đầu tiên nói rất rõ ràng cái lý do tại sao có cái đạo luật đi tìm tự do. Tại sao người Việt Nam phải có cái đạo luật đi tìm tự do. Và cái sự kiện xảy ra là ngày, lý do là ngày 30 tháng 4 năm 75. Và cái ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, nó xảy ra là do ai tạo ra cái ngày đó. Ở trong đó nó nói rất rõ ràng. Thành ra con em của mình, con cháu những cái đời thứ hai, thứ ba sau này á, khi nó đến trường nó học, dù bây giờ những người lớn không còn, là những bậc cha mẹ không có bao giờ nhắc nhở đến cái quá khứ, tại sao mà cha mẹ các cháu đó có mặt ở tại xứ Canada. Thì khi nó đi học, nó đọc cái cuốn sách đó, nó đọc cái đạo luật đi tìm tự do đó, nó sẽ tìm hiểu được rằng ồ, như vậy đúng lý do ba mẹ nó có mặt ở tại Canada, và chính nó bây giờ có mặt ở tại cái đất nước Canada. Đó là một cái điều rất là tốt, rất là đúng. Và có thể nói rằng trên cái thế giới tự do này, trong tất cả những cái cộng đồng trên thế giới tự do này của người Việt Nam cư ngụ, chưa có cái quốc gia nào, chưa có cái cộng đồng nào có thể thực hiện được một cái đạo luật như vậy, để cho con cháu sau này nó sanh ra, nó lớn lên, nó học giáo dục ở đây, nó biết được những cái đạo luật của cái quốc gia của nó, và trong đó có quốc gia nguồn gốc của nó. Chưa có, chỉ có Canada có mà thôi. Mà trước đây không bao nhiêu người cũng chê trách ông Ngô Minh Hải là tại sao mà không có xin được cái đạo luật 30 tháng 4 hoặc là đạo luật tháng 4 đen. Là lý do đó mà nhân cái dịp này Trọng Nhân cũng xin nói thoáng qua để cho quý anh chị em thông cảm với Ngô Minh Hải. Với cái cộng đồng Việt Nam ở Canada, người ta cố gắng lắm, người ta cũng muốn lắm, nhưng mà muốn không được. Mình ở trong cái xứ tự do, mà cái xứ đó nó không có những cái sự kiện đó, thì làm sao có cái đạo luật quốc gia. Thì nó phải lấy một cái đạo luật tên khác, cái nguyên nhân tạo ra nó, rồi trong đó người ta sẽ viết cả một cái lịch trình lý do tại sao. Đấy, thì cái đó quý hơn, là bởi vì cái thế hệ sau này cho con cháu của mình, nếu mà những bậc cha mẹ không còn nhớ để nói đến con cái mình cho biết cái nguồn gốc của mình, thì ít nhất ra nó đi học, nó đọc những cái đạo luật, những cái ngày lễ chính của đất nước Canada, nó hiểu được cái nguồn gốc của nó và tại sao nó có mặt ở tại cái quốc gia Canada. Đấy, thưa quý anh chị, thế có nhiêu thôi. Và đại Trọng Nhân cũng xin chia sẻ những cái điều đó. Thôi bây giờ thì trước khi Trọng Mít lại cho anh Hoàng Vinh, thì nhân cái việc này Trọng Mít thì Trọng Nhân cũng xin nói luôn, chia sẻ một phần nhỏ về cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ một chút. Nhưng mà trước khi mà chia sẻ đó, thì cũng mong rằng quý anh chị em đừng có nói rằng Trọng Nhân là không phải là người ở Hoa Kỳ, mà
mà nói ra nói vô hay là ý kiến ý cò về cái tình hình chính trị của quê kỳ, cũng mong rằng như vậy. Cũng như là trọng nhân cũng có biết có nhiều người nói rằng cái tình hình đất nước quê kỳ thì người công dân quê kỳ biết rõ ràng, còn những cái người công dân của các nước khác không biết gì hết á, không có theo dõi thì cũng không biết, thì cái đó cũng cũng tội nghiệp cho những người nào có cái sự quan tâm đến cái tình hình chính trị của một cái quốc gia đứng đầu thế giới như Hoa Kỳ. Rồi người ta nghiên cứu, người ta theo dõi thì người ta thấy, người ta trình bày, mà nếu có cái gì sai á thì cũng mong rằng những anh em công dân của Hoa Kỳ cũng tha thứ cho hoặc là giúp đỡ thêm những cái sự hiểu biết. Thì bây giờ trước khi mà vào đó thì trọng nhân cũng xin vài lời giáo đầu như vậy để mà mong rằng quý anh chị em đừng có sự suy nghĩ là trọng nhân xí vô cái chuyện của nước khác, nhưng mà vì cái quốc gia quê kỳ là một cái quốc gia lớn đứng đầu thế giới, và nhất là cái thời điểm này là cái thời điểm tình hình chính trị của quê kỳ nó làm rất là âu lo cho trên toàn thế giới, chứ không phải là chỉ riêng cho cái người công dân quê kỳ đâu. Thành ra sở dĩ trọng nhân ngày hôm nay nhắc lại đó là tại vì cái sự việc chính trị nó đã tạm ổn rồi trong giai đoạn đầu rồi, thành ra trọng nhân muốn đề. Tại sao trọng nhân nói rằng tạm ổn trong giai đoạn đầu? Có nghĩa rằng trong 4 năm Đảng Dân Chủ lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ và người đại diện là ông Tổng thống thứ 46 là ông Joe Biden, thì đã qua 2 năm rồi. Quý anh chị ở trong đất nước Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, người ta quan tâm, người ta theo dõi thì người ta thấy quả thực là 2 năm vừa qua đó Hoa Kỳ đi hẳn hoàn toàn về cái cánh tả. Bởi vì thông thường á thì trong mỗi một cái cánh tả cánh hữu á, nó có 3 bậc. Bậc thứ nhất là cánh tả bình thường. Bậc thứ nhì là cánh tả trung. Bậc thứ ba là cánh tả tuyệt đối. Cũng như bên cánh hữu của Cộng hòa cũng y chang như vậy. Thí dụ thành ra do đó mà hiện nay cái tình hình chính trị của Hoa Kỳ đó mình nhìn thấy rất là rõ, rất rõ cái sự mà phân chia tả hữu và cực tả hay là cực hữu. Bây giờ đó hiện tại tổng thống Hoa Kỳ trong 2 năm đầu và kế tiếp là 2 năm sau, 2 năm kế tiếp nữa, nếu không có gì thay đổi thì nghĩa là hoàn toàn nghiêng hẳn về cánh tả. Còn ngược lại cái đảng Cộng hòa đó hiện tại đó thì không thể nói đảng Cộng hòa được, mà phải nói rằng cá nhân của một đảng viên Cộng hòa, tức là ông cựu tổng thống Donald Trump, quý anh chị em thấy ổng nghiêng hẳn về cực hữu, tức là dân túy, tức là vì dân quê kỳ, vì đất nước quê kỳ, muốn làm sao đất nước quê kỳ nó lớn mạnh trở lại. Và muốn quê kỳ được lớn mạnh trở lại đó thì điều cần thiết nhất là phải diệt đi cái mầm mống, cái đầm lầy của Washington. Dĩ nhiên mình nói cái đầm lầy của Washington mình không thể nào đừng hiểu rằng nó là nói chung, mà mình chỉ nói riêng một số người nào đó, một cái số người mà nằm ở trong cái đầm lầy đó thôi nha, thưa quý chị. Nhưng mà diễn tả cho nó cụ thể, cho nó rõ ràng thì trọng nhân xin thưa như vậy thôi. Thành từ cái chỗ đó, từ cái tình hình này, bây giờ khi mà bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua
Cộng hòa đã giữ được cái Hạ viện. Đó là Trọng Nhân nói, đó là cái bước đầu của cái tình hình chính trị. Chứ nếu mà Cộng hòa không có giữ được cái, không lấy lại được cái Hạ viện á, thì coi như là nó cực tả hoàn toàn. Nhưng mà ít nhất ra vừa qua Cộng hòa đã lấy lại được cái Hạ viện. Và quý anh chị em sẽ thấy những cái cuộc mà miếng trả miếng, nói một cách nghĩa là bình dân á, ăn miếng trả miếng. Thí dụ như Hạ viện hồi đó, còn trước đây thì làm tình làm tội ông cựu tổng thống Donald Trump. Nào, bây giờ đó, khi mà Hạ viện thuộc về Cộng hòa thì chắc chắn rằng ít hay là nhiều, Trọng Nhân dám khẳng định một điều là không thể nào không có. Nhưng mà nhiều hay là ít thì Trọng Nhân không biết. Chắc chắn rằng Cộng hòa cũng thực hiện những cái điều sai trái của đảng Dân Chủ cực tả trước đây đã làm cho đất nước Hoa Kỳ như thế nào, và đặc biệt là cá nhân của ông cựu tổng thống Donald Trump. Chắc chắn là cái chuyện đó sẽ xảy ra. Thành ra từ cái chỗ này, Trọng Nhân mới đưa tay để chia sẻ về cái tình hình trong cái giai đoạn có một cái ánh sáng nửa chừng như thế này để chia sẻ cùng quý anh chị. Nhưng mà Trọng Nhân lấy cái tư cách là một người ở nước ngoài quan tâm đến tình hình chính trị của một quốc gia lớn, và nhất là một người lấy lợi một cái sự nói lên cái sự công bằng cho cái ông cựu tổng thống 45 Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là Trọng Nhân không phải là công dân Hoa Kỳ, thành ra đối với ông tổng thống 45 hay là 46 đối với Trọng Nhân nó không có cái gì là cá nhân cả. Nhưng với một sự công bằng, một cái sự hiểu biết trung thực thì chúng ta cũng phải lên tiếng. Thí dụ như bây giờ Trọng Nhân muốn đề cập đến ông tổng thống 46 Hoa Kỳ. Sự thật, ông tổng thống Trump ông cũng đứng tuổi rồi, tức là ông sinh 1946 lần. Và trong cái thời kỳ ông ra ứng cử vào năm ứng cử tổng thống và đắc cử tổng thống vào năm 2016. Nhưng mà cái điểm này là Trọng Nhân xin nhắc quý anh chị em, để quý anh chị em thấy được cái vai trò quan trọng, cái thời điểm của ông Donald Trump ông làm tổng thống của Hoa Kỳ vào năm 2016. Quý anh chị em còn nhớ không? Cái thời điểm của ông tổng thống Donald Trump mà ông ra ứng cử tổng thống 2016 á, là một cái thời điểm mà đất nước Hoa Kỳ á, nó tệ hại lắm rồi. Tại vì lúc đó không ai nói hết, không ai xì ra như bây giờ. Thành ra anh em chúng ta hay là người công dân Hoa Kỳ cũng bình thường, sống bình thường mà không có quan tâm, không nhìn thấy. Nhưng mà anh chị em thấy cái thời điểm 2016 là cái thời điểm ông Donald Trump ông ra ông làm tổng thống á, là cái thời điểm mà đất nước Hoa Kỳ đi vào cái con đường xuống dữ lắm rồi, xuống cấp lắm rồi. Thành ra đó, mình phải công nhận rằng, mình công tâm, mình phải nói là ông tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ, là ông Donald Trump, ông ra ứng cử tổng thống không phải vì cái thời kỳ thịnh vượng của đất nước Hoa Kỳ, mà trái lại là một cái thời kỳ tệ hại của đất nước Hoa Kỳ.
Bởi vì không có thịnh vượng thì ổng đâu có ra tổng thống để ông làm giàu đâu. Hoặc là ông đi tìm cái danh vọng, cái danh vọng làm tổng thống không có. Thưa quý vị, cái thời điểm đó đó, ông Donald Trump ông ra đó, tổng thống là năm 16 đó, là cái thời kỳ đất nước nguy kỳ đó, nó đi vào đến cái chỗ gọi là nó tệ hại lắm rồi. Từ cái chỗ mà tệ hại đúng rồi, là tại sao nó tệ hại? Quý anh chị em nhớ trong cái thời kỳ ba đời của tổng thống nguy kỳ, tức là từ ông Bill Clinton, rồi tới ông George Bush, rồi tới ông Barack Obama, đất nước nguy kỳ nó dần dần nó đi, nó đâm vào cái tâm trạng gọi là tồi tệ lắm rồi đó, về mọi mặt. Và hai cái mặt quan trọng nhất là về chính trị và kinh tế. Và cái thời kỳ đó đó, nó là cái thời kỳ mà trong cái quá khứ lịch sử của Hoa Kỳ 249 năm đó, chưa bao lần, chưa có lần nào mà nó có xảy ra hết. Mà sau ba cái thời của tổng thống đó, đó tổng thống vừa ký tên đó, là đất nước Hoa Kỳ về mặt chính trị và kinh tế nó xuống thấp kinh khủng. Trong khi đó, trong những muốn nổi bật lên một cái cho quý anh chị em quan tâm, trong khi đó đó Hoa Kỳ đó, kinh tế chính trị trong ba cái thời của tổng thống đó, đó một ông thì 4 năm, ông 8 năm gì đó đúng đó, mấy chục năm đó, thì trong khi đó thằng Trung Cộng đó, trước đó đó thằng Trung Cộng nó nghèo gần chết, sơ sát. Thế mà qua ba cái đời của tổng thống này 20 mấy năm, 30 năm, từ thời gian đó sau đó thằng Trung Cộng bây giờ như thế nào quý anh chị em thấy rồi. Lý do tại sao thằng Trung Cộng nó lại được nhanh, nó giàu, nó mạnh như ngày hôm nay quý anh chị, có phải là nó nhờ ba cái thời tổng thống đó hay không? Nếu quý vị đi vào cái lịch sử rồi nghiên cứu cái tình hình thế giới, nghiên cứu về cái tình hình thế giới ngoại giao của ba thời tổng thống đó, thì quý anh chị em sẽ thấy trọng nhân nói nó không có sai. Nâng đỡ, giúp đỡ cho cái thằng Trung Cộng đó, nó phát triển về kinh tế đủ mọi mặt, thành ra nó mới mạnh sau ba thời đó. Đó là tóm lại, sở dĩ thằng Trung Cộng ngày hôm nay nó mạnh, nó lớn mạnh, nó vượt trội hơn mấy chục năm về trước, đó là nhờ nhờ ba cái thời tổng thống của Hoa Kỳ, là ông Bill Clinton, ông Bush và ông Obama. Thành ra do đó mà đến năm 2016 ông Donald Trump ông ra ông làm tổng thống, ông đắc cử. Tại sao mà khi mà ông ra tranh cử ông có hai điểm, ông đưa ra hai đường lối, quý anh chị em còn nhớ, và tới bây giờ ông vẫn còn giữ cái hai cái đường lối này. Đường lối thứ nhất là cho nước Mỹ trở lại mạnh, lại vĩ đại trở lại đó, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cái điểm thứ hai là ông quyết tâm ông tát cạn cái đầm lầy của Washington. Ý của ông muốn nói rằng ông muốn xây dựng cái đất nước Hoa Kỳ nó mạnh, nó vĩ đại trở lại như trước khi mà bà đó. Và đồng thời những cái tên mà âm thầm tìm mọi cách để bán đứng cái đất quốc gia Hoa Kỳ đó, không phải vạch mặt ra.
Đó là hai cái mục tiêu của ông. Và ông làm như thế này không phải vì danh vọng hay là tiền tài. Quý anh chị thấy rằng suốt 4 năm ông làm tổng thống, không phải một mình ông, mà cả cái family của ông, con ông, con trai ông, con gái ông, con rể ông, tất cả đều không ai lấy một đồng xu lương nào cả. Không ai lấy một đồng xu, nhận một đồng xu lương. Như vậy thì đâu có phải vì danh vọng. Quý anh chị có thể ý những cái tổng thống trước đây, ba ông tổng thống mà Trọng Nhân vừa đề cập đó, là ông Clinton, ông Bush rồi ông Obama. Mấy ông này á, nhất là ông Obama, trước khi ông làm tổng thống ông có bao nhiêu tiền? Ông có trở thành triệu phú, triệu triệu phú chưa? Chưa. Chưa có người nào trở thành triệu triệu phú cả. Nhưng mà khi rời tổng thống rồi, bị trở thành cựu tổng thống á, ông nào cũng trở thành triệu 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 phú á. Quý chị em thấy đó, cái đó mới là danh vọng. Tiền bạc á, tiền của. Còn ông Donald Trump á, một mình ổng, cả gia đình của ổng, con cái của ổng đều không lấy tiền lương. Mà nếu không lấy tiền lương á, bỏ hết tất cả công ăn việc làm, tập trung vào cái việc giúp ông Donald Trump lãnh đạo cái đất nước Hoa Kỳ cho tốt đẹp. Thành ra đó, từ một cái gia tài á, 10 đồng, bây giờ ổng còn có ba, có bắt đi hết 3 đồng, ít nhất là 3 đồng, không còn có 7 đồng hoặc là 6 đồng thôi. Quý chị em thấy đâu có phải gì danh vọng. Có một điểm cuối cùng Trọng Nhân cũng xin nhắc cho quý chị em nhớ như thế này. Trọng Nhân nói ở đây á, là Trọng Nhân có cái lý do và có những cái chứng cứ rõ ràng, lịch sử rõ ràng. Quý anh chị em thấy tại sao mà ông Donald Trump, ổng là một người thương gia, chưa có đụng chạm gì tới chánh trị, chánh em gì hết. Nhưng mà tại sao ổng ra làm tổng thống vào cái năm khó khăn nhất, kinh tế Hoa Kỳ, chính trị Hoa Kỳ xuống cấp nhất? Tại sao thưa quý anh chị? Quý chị nhớ một điều, ông Donald Trump, ổng là cái người thần tượng của ổng, thần tượng về lý tưởng của ông ấy là ông John Kennedy. Người thứ hai là ông Richard Nixon. Trọng Nhân trước đây Trọng Nhân cũng đã đề cập đến một lần với quý anh chị em nghe về cái giai đoạn 50 năm mà dành ra để thực hiện một cái chiến dịch toàn cầu không? Nhưng mà cái chiến dịch toàn cầu đó, đó nó là mạo danh, đó là một cái chiến lược của Cộng sản. Trọng Nhân đã nói rồi, thành ra quý anh chị em nhớ cái thời của ông Kennedy, ông John Kennedy là ổng đã nhìn thấy được, ổng cũng đã biết được một, ổng đã cũng biết có cái phong trào mà kinh tế toàn cầu nó đã xuất hiện và nó đã thực hiện rồi ở tại đất nước Hoa Kỳ luôn. Nhưng mà lúc ấy nhúc nhích một cái là ổng bị ám sát, ông John Kennedy. Rồi cái người thứ hai tiếp nối cái lý tưởng của ông John Kennedy đó là ai? Đó là ông Richard Nixon.
Quý anh chị còn nhớ ông Richard Nixon, ổng bị trước phế, ổng phải bị từ chức vào cái năm thứ, vào cái nhiệm kỳ thứ gì của ổng không? Là tại vì nói rằng ổng đặt cái máy nghe lén trong cái đại hội của đảng Dân Chủ không? Nói ông nhắn nhắc lại để quý nhớ đó. Đó, ông Nixon cũng là cái người đã nhìn ra được cái đầm lầy Washington rồi. Nhìn ra được chủ thuyết toàn cầu rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng ổng cũng không làm được gì hết. Và ổng bị rời khỏi trong cái những cái này. Đó, thưa quý anh chị. Và ông Donald Trump á, là cái người mà nối tiếp của hai vị tiền nhiệm đó. Ông nối tiếp hai cái lý tưởng của hai vị tiền nhiệm. Bởi vì đồng thời cái thời điểm này là cái thời điểm mà cái chủ trương toàn cầu á, hoặc là nói theo cái kiểu cộng sản đó, là cái thế giới đại đồng của cộng sản đó, thực hiện á, nó lộ ra quá là lớn rồi. Là bởi vì cái giai đoạn 50 năm nó sắp đến rồi. Từ năm 75 cho tới 2025 là nó chấm dứt. Nếu nó lớn mạnh, nó chấm dứt bằng cách nó bùng lớn lên, thì cả thế giới này sẽ trở thành một cái thế giới cộng đồng, đại đồng. Nhưng mà ông Donald Trump, ông ra, ông nối tiếp ý tưởng của hai vị tiền nhiệm tổng thống Hoa Kỳ, ông làm ra, thành ra quý anh chị em thấy rằng cái cuộc bầu cử, quý anh chị em ở Hoa Kỳ chắc chắn rõ hơn cộng đồng rồi. Không ai có thể phủ nhận được là cái cuộc bầu cử nó không có tốt đẹp, nó không có phải là tự do dân chủ, nó mờ ám ở trong đó, nó gian lận ở trong đó cũng có. Nhưng mà rồi trong tương lai nè, quý anh chị sẽ thấy trong 2 năm tới, quý anh chị em sẽ thấy những cái chuyện đó nó lần lần nó lọt ra ánh sáng hết. Là bởi vì cái sự thắng lợi của đảng Cộng Hòa được phân nửa rồi, tức là nắm được cái Hạ Viện. Và sự thật mà nói, theo công nhân nhìn, không biết quý anh chị là người công dân Hoa Kỳ cái nhìn ra làm sao thì công nhân không biết. Nhưng mà nếu nói rằng lãnh cái trách nhiệm như hai ông tổng thống tiền nhiệm là ông John Kennedy và ông Richard Nixon đó, thì trong cái đảng Cộng Hòa bây giờ đó, công nhân chưa thấy ai có thể qua ông Donald Trump cả. Bởi vì ông Donald Trump ổng quá rành, ổng quá hiếc rồi, ổng va chạm quá nhiều, thành ra ổng nắm vững vô cùng. Thành ra trọng nhân cũng hy vọng rằng trong, nếu cái tình hình này nó không có gì biến chuyển thay đổi, thì vào năm 2024 thì cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, thì hy vọng rằng bên đảng Cộng Hòa sẽ giành chiến thắng, và tốt nhất là cái người đó phải là ông Donald Trump, và bên cạnh có những cái người của bên đảng Cộng Hòa phụ giúp ông để ông diệt đi cái mầm mống chủ nghĩa toàn cầu, hay nói một cách khác là chủ nghĩa đại đồng. Và trọng nhân cũng xin nhắc lại cái lời tiên tri của một nhà tiên tri người Pháp vào thế kỷ 16. Họ đã nhìn ra được ở vào cái thế kỷ thứ 21 này mà đất nước Hoa Kỳ đã xuất hiện một ông tổng thống mà ăn nói linh tinh,
ăn nói không nể nang ai cả và bị người ta ghét này ghét nọ rất nhiều là ông Donald Trump, và lại đón thêm một ông tổng thống thứ nhì là một ông tổng thống già yếu lẫm cẩm. Bây giờ quý anh chị em thấy hai cái ông tổng thống mà cái vị tiên tri thế kỷ thứ 16 mà đón cho cái thế kỷ này á, hai ông đều giống hết. Và cái người kết cuộc sẽ chấm dứt đó là ông tổng thống 45 quốc kỳ hiện nay, cựu tổng thống 45 quốc kỳ sẽ là cái người dứt điểm, cái người tiếp nối cái lý tưởng của hai vị tiền nhiệm, và sẽ là cái người kết thúc cái chủ nghĩa toàn cầu này. Đấy thì Trọng Nhân xin thưa với anh chị em đề cập Trọng Nhân ngày hôm nay. Trọng Nhân muốn nói nhiều về ông Donald Trump là tại vì Trọng Nhân nói thì không có nói rằng Trọng Nhân nâng bi hay là cái này cái nọ ông Donald Trump, bởi vì Trọng Nhân không liên quan gì tới ổng hết, không? Nhưng mà cái đó là cái công tâm của mình dựa vào cái thực tế, mình nói trung thực. Và cái đặc biệt nhất, nếu mà nghiên cứu về đời tư của ông Donald Trump, quý anh chị em sẽ thấy ông Donald Trump, ông cái thể hiện cái bản chất của ông Donald Trump, nó xuất hiện, nó thể hiện ngay từ lúc nhỏ cơ. Lúc nhỏ của ông là cái gì? Lúc nhỏ của ông là một người trẻ rất là tự tin. Và ngoài cái tự tin ra đó, ông ấy có một óc rất là cầu tiến. Nhưng mà bên cạnh thì cũng không tránh khỏi ông ấy có một cái tật xấu là rất là tinh nghịch. Rất là tinh nghịch, phá phách. Nhưng mà cái mộng ước của ông ấy ở trong đầu ông xuất hiện ngay từ cái lúc nhỏ. Ông đã thể hiện ra là một người có đầu óc muốn trở thành người lãnh đạo. Nếu quý anh chị nghiên cứu cái đời tư đời nhỏ của ông Donald Trump, quý anh chị em sẽ thấy cái bản chất của ông ấy thể hiện ra ngay từ nhỏ. Rồi quý anh chị em thấy ở trên xã hội cũng như là trên cái bao thoát này, biết bao nhiêu người chống, bao nhiêu người chê trách ông Donald Trump. Chê trách ông Donald Trump nào là chê trách hoặc là coi thường Donald Trump, bởi vì coi nói ổng là cái người mà ăn nói bừa bãi như vậy là một người vô học, một người không có bằng cấp, một người thiếu văn hóa, chỉ có nhờ ông cha gia đình mà làm ăn có tiền mà thôi, giàu mà thôi. Nhưng mà những người đó người ta lầm, những người đó chưa đọc kỹ, chưa tìm hiểu kỹ cái đời tư của ông Donald Trump. Ông không khắc học đâu, ông không phải là cái người mà thiếu văn hóa đâu. Trọng Nhân xin tổng kết thôi, trong từ cái ngày ông ra đời á, ông đã tự tay ông viết 7 cuốn sách rồi. Ông đã xuất bản, viết và xuất bản 7 cuốn sách. Chứ không phải là cái người vô học, thất học như là một số người mà chê trách ông. Và không phải là chỉ viết sách không. Ông cũng được tưởng thưởng rất là nhiều, nhận được những cái giải thưởng á, ít nhất là 3 lần. Lần thứ nhất vào năm 1995, lần thứ nhì vào năm 2010, và lần thứ ba là 2013. Và ông cũng có những cái danh, những cái bằng
bằng tiến sĩ danh dự này nọ như người ta vậy. Ví dụ ông có một cái bằng, ông được cái bằng tiến sĩ danh dự về quản trị kinh doanh. Ông cũng có vậy. Rồi á, cái đó đó có người ta chê trách ổng là thất học này nọ, không có bằng cấp, cái đó phạm nhân chứng minh ổng có. Rồi có người á thì nói ổng rằng ổng là cái người mà có tội với lại đất nước Hoa Kỳ. Còn có người thì nói rằng ổng ấy có cái ngôn ngữ thì bộc trực, nói thì khó nghe, cử chỉ hoặc là cái cách nói không đẹp, hoặc là khi ông nói là cái miệng ông tròn do đó. Quý chị còn nhớ, quý chị em nào đất nước Hoa Kỳ mà nhìn kỹ ông Donald Trump vậy đó, ông thường thường cái miệng của ông á, ông tròn do đó, mà người ta từ cái chỗ đó người ta cũng chê trách ông. Nhưng mà thưa quý anh chị, Trọng Ngân không hiểu rằng những cái người mà chê trách những cái đặc đó của ông Donald Trump á, Trọng Ngân không nghĩ là tại sao mà họ nghĩ như vậy. Bởi vì những cái gì mà họ nói, ví dụ như là cái ngoại hình của ổng á, hay là cái cách thức ổng nói mà bộc trực banh than ngang bữa củi á, hay là cái chữ chỉ vơ tay vơ chân không đẹp, hay là miệng tròn như hình chữ O này nọ đó, rồi nhìn thì mất thiện cảm này nọ đó, tại sao mà họ nghĩ như vậy? Cái đó đó nó không phải là do cá nhân của mình quyết định. Ví dụ như bây giờ anh Hoàng Vinh nè, hay là Trọng Nhân nè, có những cái cách nói khác nhau, có lúc trầm, lúc bổng, có lúc êm êm, dịu dịu, tùy theo cái câu chuyện mình nói, câu tùy theo mình muốn nhấn mạnh cho người ta quan tâm để ý, nó khác. Còn ông Donald Trump á, những cái tật mà người ta kể ra ổng nào là cái miệng thì còn do, hay là về cách nói, hay là cách cử chỉ, hay là cái gì cái nọ, cái tánh bộc gì nọ đó xấu xa quá, nhưng mà trách cái đó làm sao được quý anh chị? Đó là cái bản tính của con người, mà bản tính của con người á, không phải là do cha mẹ mình sinh ra, không phải là do mình tạo ra, mà đó là trời phú, trời giao, có phải không thưa quý anh chị? Thành ra mình không có trách được, trời sanh ra mà. Sự thật đó, những cái người chê trách ông Donald Trump có những cái tấm tình đó đó, chính bản thân của họ, họ cũng không biết rằng họ có những cái khuyết điểm nào nữa cơ. Bởi vì á, người nào cũng có cái yếu điểm, cái ưu điểm và khuyết điểm trời sanh ra hết. Phải không thưa quý anh chị? Cái đó là trời sanh mà, chứ đâu phải cha mẹ mình sanh, hay là bản thân mình muốn đâu. Rồi quý anh chị em thấy, đó là những cái bối cảnh mà Trọng Nhân vừa kể. Rồi bây giờ, khi mà ông ứng cử tổng thống 2016, năm 2016, quý anh chị em nhớ lại đi, những cái cơ quan truyền thông á, nó đánh giá bà Hillary Clinton thắng bầu cử tổng thống sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên mấy chục phần trăm không? À, có anh chị nào còn nhớ không? Có còn nhớ mà những cái phê bình tin tức thời điểm đó không? Hồi đó truyền thông của Hoa Kỳ đều đoán bà Hillary Clinton sẽ trở thành một nữ tổng thống 80 đến 90%, không ai nghĩ tới ông Donald Trump cả. Nhưng rồi đùng một cái, ông Donald Trump thắng cử, tất cả đều bỡ ngỡ đó. Mà đảng Dân Chủ đã chuẩn bị yến tiệc sẵn sàng để ăn mừng chiến thắng của bà Hillary Clinton.
Nhưng mà rồi thất bại. Nhưng mà cái thất bại đó, quý anh chị em có để ý cái tình hình đó không? Sau khi mà Đảng Dân Chủ bị thất bại vào năm 2016, thì tức tốc sau đó ba nhân vật gom lại, tập hợp lại để tìm mọi cách đánh gục ông Donald Trump. Quý anh chị em nhớ một cái hình ảnh mà Trọng Nhân nhắc lại thì quý anh chị em nhớ liền. Đó là cái lúc mà ông Donald Trump ông đọc cái bài diễn văn đầu tiên ở lưỡng viện Quốc hội không? Và quý anh chị em còn nhớ cái cảnh cái bà Pelosi bà xé toẹt đi cái bài phát biểu của ông Donald Trump không? Cái đó đó nó không phải là cái hành động mà tức giận ông Donald Trump, hay là không phải là vì ganh ghét ông Donald Trump mà đã sỉ nhục ông Donald Trump bằng cách xé cái bản nói chuyện của ông Donald Trump trước các ông kính trên thế giới. Cái đó nó không phải chỉ riêng cái đó không. Quý vị còn nhớ, phải nhớ rằng bà đã vi phạm một cái tội rất là lớn. Quý anh em có biết cái tội gì không? Có quý anh chị em nào mà công dân quý vị biết được cái tội cái bà Pelosi mà xé cái bản phát biểu của ông Donald Trump ở lưỡng viện Quốc hội khi mà nhậm chức? Ngoài cái diện mà gánh ghét thì Trọng Nhân không kể, nhưng mà Trọng Nhân nói về pháp lý, bà đã phạm một cái tội rất nặng. Bà đã phạm một cái tội luật lệ của Hoa Kỳ. Là bởi vì sao thưa quý anh chị? Bởi vì cái bài phát biểu của ông tân tổng thống lúc bây giờ ông Donald Trump á, sau đó cái bản phát biểu đó nó được lưu giữ, lưu giữ lại trong cái hồ sơ của đất nước Hoa Kỳ. Đó là tài sản của quốc gia dân tộc. Bà đã vi phạm cái điều đó. Nhưng mà rồi, quý anh chị em nhớ đi, trong tương lai cũng sẽ từ từ những chuyện lớn rồi nó ra tới chuyện nhỏ, đi từ 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 từ. Đảng Cộng Hòa sẽ lột ra hết. Cái đó là cái hành vi mà quý anh chị từ đó cho tới bây giờ, quý ông bà anh chị em có khi nào nghe truyền thông báo chí mà nhắc tới cái hành động vô thiên vô lý của bà Pelosi trong cái thời điểm đó hay không? Đã không phải là chỉ có một cái hành động vô lễ với lại ông tân tổng thống, mất lịch sự với lại đồng viện và mất lịch sự làm cho cái quốc gia Hoa Kỳ xấu hổ cả thế giới, nó không phải cái tội đó không, mà chính bả là cái người phạm một vi phạm một cái đạo luật, một cái luật pháp, bởi vì cái bài phát biểu của tổng thống đó, tân tổng thống đó là tài sản của quốc gia, là lưu giữ lại suốt đời trong cái quá trình của đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà hồi đó tới giờ quý anh chị em chắc có ai nhắc tới đâu, 2 năm rồi. Rồi tới bây giờ cuối cùng thôi, Trọng Nhân cũng giữ mít cũng quá lâu rồi, bây giờ Trọng Nhân cũng xin tóm lại một điểm thôi. Bây giờ mình nói tới, từ nãy giờ Trọng Nhân kể lại ông Donald Trump, ông này cái này cái này cái này, nhưng mà nói từ giờ toàn là cho cái đất nước Hoa Kỳ, là công dân Hoa Kỳ thôi, đúng không nào? Bây giờ Trọng Nhân muốn đi ngắn gọn
tóm được lại là đối với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, ông Donald Trump, ông Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, đối xử như thế nào, nhận định ra sao đối với cộng đồng người Việt Nam ở ngoài? Bây giờ Trọng Nhân chắc chắn đâu, Trọng Nhân nghĩ đâu, với chị em chắc không để ý đâu, không nhớ đâu. Tại vì Trọng Nhân xin nhắc lại rồi, nhắc là hai điểm nhỏ. Điểm thứ nhất là ông ấy nhận định về cái cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ, ông ấy nói một cách đại khái thôi. Ông ấy nhận định rằng cộng đồng người Việt Nam á, rất là thông minh. Thông minh là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là chịu khó làm việc. Cái thứ ba là có một cái óc rất là cầu tiến. Ba cái điểm này đã tạo cho cái người Việt Nam ở Hoa Kỳ á, cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ á, hội nhập và phát triển ở trong cái xã hội Hoa Kỳ rất là nhanh. Không phải phát triển ở trong cái xã hội Hoa Kỳ nhanh, không phải vậy, không, không chỉ có phát triển không đâu, mà là đóng góp vào cái sinh hoạt mọi mặt của đất nước Hoa Kỳ rất là lớn. Đó là cái nhận định của ông ấy với cái con người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam. Về cái thực hiện cái hành động, cái đó là cái nhận định của ông ấy. Bây giờ Trọng Nhân muốn nói tới, nhắc tới cái vấn đề hành động của ông ấy. Quý anh chị em có nhớ trong cái thời 4 năm của ông Donald làm tổng thống Hoa Kỳ, có ông tổng thống Hoa Kỳ nào mà ký lên tướng cho người Việt Nam 4 năm ông tướng không? Trọng Nhân nhớ không làm không không có rõ lắm, nhưng mà 4 hay là 5 ông tướng lần, tức là chính đời của ông Donald Trump á, ông ký để mà phong tướng á. Cho cái người tướng của Việt Nam á, Trọng Nhân nhớ đi, Trọng Nhân nhớ rồi coi coi 4 hay là 5, nếu anh chị em nào nhớ nhớ biết thì nhắc cho Trọng Nhân biết 4 hay là 5, Trọng Nhân nhớ rằng 4 hoặc là 5 không? Được dinh thăng làm tướng thời của ông Donald Trump. Tức là nhận định của ông ấy về người Việt Nam. Cái thứ hai là hành động của ông ấy. Đấy, rồi. Cuối cùng, thưa quý anh chị, đi vào kết cuộc là cái tình hình hiện nay. Là cái tình hình hiện nay có nghĩa rằng cái Quốc hội Hạ viện Hoa Kỳ đã chọn được một người chủ tịch của Hạ viện. Và đây cũng là một cái dấu ấn lịch sử trong suốt cái lịch sử của Hoa Kỳ. Chưa có lần nào mà ông chủ tịch Hạ viện mà bầu tới 15, 16 lần mới được. Chỉ có lần này thôi. Nhưng mà dù muốn dù không, bây giờ đã có ông chủ tịch rồi. Quý anh chị em có thấy, có nghĩ rằng tại sao không? Tại sao mà phải cần tới 15, 16, 14, 15, 16 cái bỏ phiếu mới là thành không? Là tại vì tất cả người ta muốn rằng cái hoạt động, cái sinh hoạt của Hạ viện nó không giống
nó không bị ảnh hưởng cái bóng đen của cái thời điểm trước của Pelosi. Có nghĩa rằng cái chương trình hoạt động phải thay đổi hoàn toàn. Cái, hay là nói một cách là cái phương thức hoạt động phải thay đổi hoàn toàn một cách tích cực. Từ cái chỗ đó mà nó mới kéo dài đến 15, 16 cái lần bầu phiếu mới được. Là bởi vì cái Hạ viện nó đương đóng một vai trò vô cùng là quan trọng trong cái giai đoạn này. Do đó mà quý anh chị em, đồng thời quý anh chị em còn người nào theo dõi tin tức, sau khi mà Quốc hội Hạ viện chọn được ông chủ tịch thì ông tổng thống thứ 46 quyền kỳ ông tuyên bố như thế nào không? Trong nhân sinh nhắc cho quý anh chị em nhớ nha, cho quý anh chị em nghe nha. Ông Joe Biden ông tuyên bố bây giờ thì ông sẵn sàng phối hợp với các chính trị gia đối thủ, có nghĩa là những người chính trị của Đảng Cộng Hòa, vì đã đến lúc điều hành quốc gia có trách nhiệm. Cái câu này đó ông nói ra đó, Trọng Nhân suy nghĩ hoài, Trọng Nhân đặt rất nhiều thời gian để suy nghĩ qua cái đại ý của ông này nói. Nhưng mà tới giờ phút này, nói thật với quý anh chị em, Trọng Nhân chưa nắm chắc được cái chắc chắn, cái ý chắc chắn nào của ông ấy nói với nhằm mục đích gì. Bởi vì thế này này quý anh chị, ở trong này nó có cái vế, hai vế. Cái thứ nhất là ông sẵn sàng phối hợp với lại các chính trị gia của đối thủ, tức là của Đảng Cộng Hòa, sẵn sàng phối hợp. Thì cái chuyện này là dù muốn dù không ông cũng phải phối hợp rồi, bởi vì Hạ viện mà. Nhưng mà cái vế thứ gì á, là ông nói rằng vì đã đến lúc điều hành quốc gia có trách nhiệm. À, cái câu này Trọng Nhân suy nghĩ hoài không biết ý ông muốn nói cái gì. Ý ông muốn nói rằng bởi vì cái thời điểm này là cái người mà điều hành quốc gia đó phải có trách nhiệm với cái hành động của mình, mà không còn phải nghe lời người khác để làm nữa. Rồi ông chỉ nghe những cái đối thủ, những cái chính trị gia đối thủ của ông, rồi để ông lãnh đạo, ông điều hành cái quốc gia với một cái tinh thần trách nhiệm của một tổng thống. Chứ bây giờ ông không muốn nghe lời một người nào nữa sau lưng nữa, hay là cái ý ông như thế nào Trọng Nhân không biết. Nhưng mà Trọng Nhân đọc nguyên văn những gì để cho quý chị em nghe, rồi quý chị em cứ suy nghĩ thử coi cái nội dung của ông muốn nói cái gì, nhất là cái giấy thứ gì là đã đến lúc điều hành quốc gia có trách nhiệm. Chứ như vậy thì hai năm nay ông điều hành quốc gia không có trách nhiệm gì hết, do người khác bày vẽ cho ông rồi ông thi hành thôi. Bây giờ đó đã đến lúc mà những đối thủ của ông, những nhà chính trị gia đối thủ của ông, thì bây giờ ông kết hợp với mấy người đó, phối hợp với mấy người đó, rồi đó, để lãnh đạo quốc gia với có cái trách nhiệm. Đấy. Chứ trước tới giờ ông không có trách nhiệm gì hết, ông chỉ nghe người ta nói, người ta đứa sau lưng người ta lấy cây người ta thọt thọt ông để ông nói thôi. Đấy thưa quý vị, đó là Trọng Nhân tới đó, đó thì Trọng Nhân cũng không chưa hiểu được, nhưng mà Trọng Nhân muốn đọc ra quý anh chị em nghe qua cái ông sẵn sàng nè, cái câu phát biểu của ông. Và tóm lại bây giờ đến giờ phút này thì chấm dứt sự thực, đã đến lúc ông Joe Biden ông phối hợp với lại những cái nhà đấu tranh chính trị
nhà chính trị gia của đối thủ để ông tìm mọi cách ông lãnh đạo quốc gia Quy kỳ có trách nhiệm. Bên cạnh đó, ông Donald Trump thì bây giờ ông đã tạm ổn một phía, ông đã yên tâm ngủ yên và để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông đã ngủ ngon, là bởi vì quý anh chị em thấy rõ ràng ông ấy đã vất vả về cái vấn đề chọn những giúp đỡ, ủng hộ cho những ứng cử viên dân biểu này nọ. Rồi bây giờ đó, cái hạ viện không bầu ra, cái ông chủ tịch, ông cũng phải xen tay vào, sắn tay vào để đưa vào một cái, đưa một cái thòng lọng để ông chủ tịch thượng viện lồng vào cổ ông. Ông không có thể nào làm theo cái hình ảnh, cái bóng đen hay là cái đường lối của bà Pelosi trước đây, mà phải thực hiện cái đường lối mới hiện nay. Tình trạng sinh hoạt của Hạ viện nó khác hẳn hoàn toàn với Pelosi, vì cái vấn đề muốn đưa đất nước Hoa Kỳ vĩ đại trở lại và sang bằng cái đầm lầy Washington. Đấy thì tôi vừa nguyện thì Trọng Nhân đến đây rồi, thôi Trọng Nhân cũng chấm dứt. Trọng Nhân có nói nhiều quá, để rồi quý chị em nói rằng sao mà Trọng Nhân nhiều chuyện nói vấn đề Hoa Kỳ quá. Ok rồi, tại vì Trọng Nhân cũng mừng Hoa Kỳ đã ổn định được cái tình hình của nội bộ của Hạ viện Hoa Kỳ đã xong rồi. Thì bây giờ không còn gì nữa hết. Bây giờ chỉ còn có Hạ viện lần lượt hỏi tội từ người một. Vậy thôi. Và ông Donald Trump thì bây giờ ngủ yên để chuẩn bị cho cái đoạn đường sắp tới vào năm 2024. Ok, xin cảm ơn quý bạn cho em đã lắng nghe nha. Rồi, Quang Vinh ơi, nghe Trọng Nhân nói rồi từ giờ đi ngủ luôn rồi phải không? Ok, thôi giờ anh Trọng Nhân gửi mic lại cho Hoàng Vinh nha. Rồi, cảm ơn chị Tâm An. Trọng Nhân xin chào lại. Và Trọng Nhân cũng xin thân chúc toàn thể quý anh chị em mình và cả gia đình năm mới dương lịch, và rất là gần vài ngày nữa chúng ta sẽ bước qua cái năm mới của âm lịch. Thì cầu mong rằng tất cả anh chị em ta và gia đình được bình bình an an. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị. Và Trọng Nhân xin gửi mic lời cho Hoàng Vinh. Dạ vâng, cảm ơn những lời chia sẻ của anh Trọng Nhân, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Cũng mong chúc anh năm mới cũng luôn luôn được nhiều sức khỏe, an lành và gia đình được hạnh phúc nha. Và còn vài ngày nữa chúng ta đến âm lịch, có dương phải có âm, cái gì cũng vậy hết. Có cộng hòa và có dân chủ, nó đồng đều như vậy nó mới vui đó không? Cái màn kịch cũng sắp sửa còn tiếp diễn mà màn kịch kỳ này nó sẽ hấp dẫn vị ơi. Màn kịch này sắp sửa rồi, chúng ta là từ nay trở lên là chúng ta không còn phải mà lo âu nữa, mà chúng ta phải cười lên ha. Năm mới rồi mà mời bàn tay của chị O Tạ Ứng Giấc Mộng ha, lên để ngâm bài thơ cho diễn đàn nó vui nha, hay là ca một bài, hát một bài gì đó nha. Hoàng Vinh cũng rất là mừng lắm, mừng là coi như là đất nước Hoa Kỳ không có còn cái bà phù thủy nữa. Thật là một cái trò rất là mắc dạy, phải nói là mắc dạy, vô lễ với người dân đất nước, đối với người dân Hoa Kỳ quý vị. Một bài diễn văn mà cái cách bà cái
cái hành động của bà cái cách hành động của bà là xé cái lá cờ diễn văn của tổng thống khi mà ông đọc bài diễn văn cho cái ngày mà State of Union, cái ngày đoàn kết dân tộc á, dịch lại như vậy đó. Cái đó là trao là cho dân ha, mà bà đưa ngang, bà xé ngang vì rất là mắc dạy nha. Mà kỳ này quý vị không, bà đưa một ông táo lên để mà đưa cái búa lại cho tân chủ tịch hạ viện, là đó là ông Kevin McCarthy. Rất là không thèm đích thân để đưa nữa mà giao lại, đưa ông táo nào đó. Là như vậy. Dạ ok, chú có muốn nghe thơ không nha? Muốn chứ, diễn đàn. Dạ mời cô Tạ Nhật Mộng đưa bàn tay lên để ngâm bài thơ đầu năm. Dạ quý vị. Dạ chứ ở Cali mấy năm này không biết tại sao tháng này bị ông trời đánh nhiều quá rồi. Nơi Hoàng Vinh vậy cũng cúp điện sản lắm vị ơi. Nó không có đến đâu cúp, mà nó chớp. Mỗi lần chớp là rất rất màng quý vị. Dạ chớp, nhưng mà ở dưới Santa Cruz là rất liên bắt tận luôn. Dạ ok, rồi mình thấy cái Tại Giấc Mộng rồi, cảm ơn Tại Giấc Mộng rất là nhiều. Dạ mời những bàn tay ca sĩ nữa. Lúc này sao mà ca sĩ Biển Vắng sao thấy mắc cỡ quá vậy? Ca sĩ Biển Vắng đâu rồi? Dám là bị bà hàng xóm bắt cóc nữa rồi vậy? Bị treo giò rồi. Dạ computer mà nó bị gì là chú Biển Vắng lấy mà đi tắm nó, phải tắm dội nước nó đàng hoàng, là đem lên phơi là bảo đảm quốc ngay tại chỗ à. Cứ nghe đi. Dạ ok, mời O Tại Giấc Mộng hi. Ok mời O. Dạ cảm ơn bà bằng tay lại, mong bây giờ mời O ha, ngâm bài thơ cho vui vui hấp dẫn những đàn. Dạ mời O ha. Cha Giấc Mộng kính chào cô chú bác anh chị trong diễn đàn, và kính cảm ơn chú Trọng Nhân đã chia sẻ với diễn đàn qua cái sự trình bày về ý tưởng của chú nghĩ đến đất nước Hoa Kỳ. Và cảm ơn anh Hoàng Vinh. Dạ kính ơn cả cô chú bác anh chị trong diễn đàn. Thơ thì không bao giờ bùa vui cả, mà chỉ có thơ buồn vì thơ lính Việt Nam Cộng Hòa. Sẵn đây chú Trọng Nhân chưa có nghe thơ lính Việt Nam Cộng Hòa mà giờ Giấc Mộng đọc lên, cho nên giờ hôm nay chú ngồi mời nước chú đi. Mời nước chú uống rồi chú ngồi chú nghe thơ lính nha, thơ lính Việt Nam Cộng Hòa, buồn chứ không vui được. Dạ chú có nghe cháu nói không ạ? Chú Trọng Nhân mày chắc ăn có người nghe mới được, tại vì thơ không có bùa vui được mà thơ buồn á. Dạ nít đó là sao? Cho mình làm sao cháu làm sao cháu nè đi lấy nước để mời chú Trọng Nhân mới được chứ. Chú Trọng Nhân chia sẻ rất là nhiều thời gian, thiệt tuyệt vời lắm. Mà cháu nghe chính trị cháu đang nghe nó mỏi cái não quá thiệt á, tại vì cháu nghe chính trị nhiều khi nói một buổi như vậy mà cháu hiểu được bao nhiêu đâu. Tại vì bây giờ cháu cứ nghĩ vậy nè, cái vấn đề mà ông nào mà có lên xây dựng đất nước ở Việt Nam, xây dựng đất nước Hoa Kỳ á, là mình là người dân thì mình cũng phải chịu thôi. Ông Biden bây giờ đó, đi trúc lên trúc xuống hay là đi lên cầu thang, ông đi đâu có nổi. Nhưng mà tại ta bầu ông lên thì ông làm thôi, ông làm có nhiều người làm phù với ông cho ông mới làm được cái gì. Còn cái chuyện ông Trump là ông có quá khứ rồi, ông đã quá khứ rồi. Ngày đó mà ông mà thua cái bà gì đó ứng cử tổng thống đó, thì ông tên là đúng rồi. Dù muốn dù không phải đưa ông lên cho cái bà đàn bà mà làm cái giống gì.
Ông chồng ông làm tổng thống rồi, bây giờ ông bà có lên đi nữa, cái ông tổng thống cựu tổng thống đó ông đẩy bà giúp bà thôi, cho bà đâu có làm được cái trò gì đâu ha. Mà may là ông tổng thống Trump lên đó, may mắn của đất nước Hoa Kỳ là ông tổng thống Trump lên vậy thôi, cháu nghĩ vậy đó. Còn bây giờ ông Biden ông xuống, nếu mà ông Trump với ông Biden mà ứng cử cái kỳ này nè là mình nhắm chắc vào hai ông, là ông nào là ứng cử đó. Nếu mà ông Biden ông xuống, ông không cũng ra ứng cử nữa thì hy vọng là ông Trump lên được. Mà còn nếu mà ông Biden ông cũng ứng cử, ông Trump ứng cử, hai người này chưa biết người nào nghe, đất nước Hoa Kỳ bây giờ lâm vào nạn là bị đủ thứ hả, rồi tất cả những cái gì cũng lên giá này, dân khổ này, cướp giật này, ăn cắp ăn trộm trắng trợn trên cuộc sống của đất Mỹ. Hồi xưa giờ đâu có mà tồi bạc như vậy đâu, thì tại vì ông Biden ông đưa người mà không có cái đáng để vô cho đất nước Hoa Kỳ, mà ông cứ đưa vô ông thả như là ông thả một bầy bò ra ăn cỏ ăn lúa của người ta vậy đó, thì cho nó bị chịu thôi. Tại vì ông mới làm lớn đất đất nước Hoa Kỳ thì mình là dân mình làm được cái gì, trừ khi ông xuống ok để người khác lên, chỉ có vậy thôi về thay đổi. Tại vì ông làm kiểu này á, là không biết đây này, cháu không có tiền để mua xăng chạy đây nè, xăng gì mà cao quá rồi đó, cho nên cháu cháu cũng chán ông Biden lắm chứ. Nhưng mà ông giờ ông làm tổng thống của mình nói gì đâu, tại vì là ông thắng cử ông mới lên được chứ phải không. Mà thấy ông Trump là tội nhất, ông Trump là tội nhất á. Ông thắng cử đợt trước á, là ông cũng trì da trống giấy ha, mà bây giờ ông bỏ một lô tiền ra nữa rồi ông cũng đòi ứng cử nữa. Trời ơi, cho cháu về cháu để tiền để cháu chơi cho sướng, không có bỏ đem tiền ra mà vung vãi như vậy. Thiệt ông Trump đúng là người ta nói là lấy tiền ra mua danh đó ha, lấy tiền mua danh đó. Không biết cháu nói trúng hay trực, thôi cháu đi đi đọc thơ cho chú Trọng Nhân nghe đi. Sẵn đây cháu kính gửi đến diễn đàn bài thơ Anh Còn Nợ. Thơ này bài thơ Anh Còn Nợ. Gì? Tôi còn nợ anh chứ hả? Trời ơi, đọc trực lắm rồi đó. Hôm nay cháu thực hiện hai bài, một bài thơ giống như là chúng ta còn nợ người lính Việt Nam Cộng Hòa, là cái bản nhạc ấy, à bản thơ này nói lên, rồi còn một cái bài là tấm thẻ bài của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dạ cháu thực hiện hai bài. Cô chú bác anh chị lắng nghe cùng chia sẻ, lắng động tâm tư nghĩ đến cái bài thơ này là không phải là tặng hoa lên là tặng cho những giấc mộng, mà là hoa này để hướng về người lính Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi ngày chúng ta vào room để làm lễ hướng về người lính Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ vàng ba chục đỏ của người lính đã hy sinh, thì hoa này là để thành tâm nghĩ đến người lính Việt Nam Cộng Hòa mà dâng lên cho diễn đàn, chứ không phải là cho cháu hoa đâu nha. Dạ cảm ơn. Dạ vâng, mà bài thơ này tặng chú Trọng Nhân nè, và cô cùng cả diễn đàn cùng nghe. Nhưng mà chú Trọng Nhân phải ngồi uống nước rồi rồi nghe thơ. Dạ. Thơ là phải dốc lòng hướng về người lính Việt Nam Cộng Hòa. Trong đây có bố của giấc mộng, người lính biệt động quân. Anh lớn lên quê hương dày khói lửa,
sách vở buồn, chữ nghĩa dở căng dây, mực chưa vơi, gác bút bước vào đời. Trường miếng năm, nghe ngưng lời từ dạ. Cháu kính chào chú Điện Văn, chào cháu lo nói. Mái trường yêu áo thư sinh gợi lại những phương trình hầm số một ngang vương. Tấm bảng đen buồn im lặng trên tường, vết phấn trắng học đường bao kỷ niệm. Nắng quân trường ngày tháng dài hỗn nhục, đêm di hành lạnh buốt dưới mưa rơi, da sạm đen màu nắng đội cuộc đời, người lính mới ca vang lời sông núi. Anh bước đi hơn nửa vùng đất nước, treo cuộc đời trên đầu sủng mong manh, tấm phong xô che hạnh phúc dân lành, buồn vương gót thơm đồng xanh lúa mới. Bao nhiêu năm anh chưa tròn giấc ngủ, vì đàn thù vẫn cày nát quê hương, bước quân hành ngọn cỏ đồng giọt sương, anh dần gót hầu phương hoàng hôn phụ. Sông bến hải lững lờ buồn im lặng, chảy ngăn đôi đau xót mẹ Việt Nam, gót giày sơ in dấu nẻo quang sang, ngăn cuồng vọng lan tràn từ phương bắc. Huế cổ kính kinh đô Nam Quốc Việt, cầu Tràng Tiền nghiêng bóng nước Hương Giang, Tết Mậu Thân giặc đốt phá tiêu tàn, chiếc cầu ghệ anh vàng hoàng chúa sống. Ôi Quảng Trị cổ thành miếng đổ nát, máu của anh từng viên gạch đỏ loang, anh hiên ngang dựng lại ngọn cờ vàng, cờ phất phơ trên hàng ngàn xương trắng. Phá tam giang lững lờ theo năm tháng, ngược xuôi dòng lên rừng xả lá xanh xanh, lá hằng ghi muôn vết tích. Sông im bóng ngàn hùng ánh nước vượt, đời giặc ly chiều rừng xanh bão lửa, nắng hạ buồn đưa tiện cánh dù hoa. Hè 72 bao tang trắng lệ nhòa, ánh gậy cánh xót thương người ở lại. Tổng lê trăng pháo đạn thù bao phủ, 500 ngày tử thủ thức trắng đêm, chỉ hồn anh đôi chân cần đá mềm. Anh ngạo nghệ giữa muôn trùng quấn giặc, án lục địa 90 ngày rung chuyển, hàng trăm ngàn đạn pháo máu xương rơi.
Anh hiên ngang sừng sững với đất trời, anh vẫn sống với cuộc đời đang sống. Anh nổi trôi bùng bình trên sông nước, mộng hải hồ áo trắng giữ quê hương. Hoàng sa buồn máu nhuộm đỏ đại dương, anh nằm xuống tan thương lòng biển mẹ. Lững lờ mây xé trời nghiêm cánh sắc, anh tung hoành ngang dọc giữa không gian. Giữ quê hương anh lũ giặc bạo tan, giữ quê hương diệt lũ cộng bảo tàng. Giáng những trận kinh hoàng trên đầu giặc, màn đêm xuống những kinh kha thời đại, đang âm thầm trên đất giặc hiểm nguy. Vì quê hương anh nào còn ngại gì, trái thời loạn mấy người đi trở lại. Bao nhiêu năm anh miệt mài đi mãi, chứa một lời than thở kiếp chinh nhân. Máu tuôn rơi thịt nát không ngại ngần, vì tổ quốc chưa một lần buông súng. Tháng tư đêm ngày 30 gãy súng, giặc hồ vào máu nhuộm đỏ quê hương. Đôi dép râu mang chủ nghĩa bạo cường, gieo tăng tốc xây thiên đường bằng máu. Cuộc đời anh chôn vùi theo vận nước, người quyên sinh cũng tiếp với non sông. Hồn lẫn lơ nhìn đức mẹ đau lòng, khóc nước Việt chìm trong dòng huyết lệ. Kẻ xa cơ ngẩng cao đầu bất khuất, nơi pháp trường trước mũi súng cộng nô. Anh hiên ngang đã đảo lũ giặc hồ, rồi gục ngã theo cơ đồ mềm nước. Người ở lại chuỗi ngày dài lao lý, trong vùng cùm tra tấn màu thịt rơi. Ôi đớn đau đói khát thân rã rời, anh uất hận lìa đời trong ngục tôi. Kẻ lết lê bên lề của cõi sông, tấm thân tàn nướng trên mảnh mo cao. Nửa đôi chân vết thương rỉ máu đào, tháng tư đến lễ trào trong giấc ngủ. Loài quỷ đỏ trả thù trên xác chết, nghĩa trang buồn chúng tàn phá tan hoang. Xác thân anh trong các bụi thời gian, giờ trở trọi mặt xương tàn mưa nắng. Người còn sống như người đã chết, khác nhau chăng một xác chết biết đi. Mất quê hương anh còn lại những gì, ngoài kỷ niệm khắc ghi vào quân sự. Bao nhiêu năm
lạc loài biển xứ, đêm tháng ngày tiếng bước lưu vong. Tôi nhờ anh nghe rây rứt trong lòng, vong quốc hận sục sôi dòng máu nóng. Tôi nợ anh nhịp quân hành rộn rã, anh được thiên khúc hát phải hoàng ca. Tôi nợ anh nợ nước với thù nhà, món nợ đó tôi thề sẽ phải trả. Món nợ đó tôi thề sẽ phải trả, trả cho anh và tổ quốc Việt Nam. Chú bác anh chị đã lắng nghe bài thơ Tôi Còn Nợ Anh. Cảm ơn chị Tâm An. Cảm ơn cô chú bác anh chị đang ở trong diễn đàn này cùng chia sẻ cái bài thơ của lính Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào chú Hoàng Long mới đến. Để mời chú không chở chú không chở với chú Biện Vắng đưa tay lên để chia sẻ văn nghệ cuối tuần không? Chú không chở cho cháu 5 phút nữa với bài nhạc nha. Để đi đôi với cái bài thơ. Để cho cháu gửi đến nhà. Chú để tay đó cho nó ấm. Tấm thẻ bài này anh để lại cho em làm gì? Anh để lại đây để muôn đời tiếc nhớ, thay nối thêm thù hận. Này lời máu với số quân anh chứ vẫn còn nguyên. Chỉ tên anh rạch nát nhạt nhòa. Viên đạn nào sao quá oan nghiệt. Khóc một ngàn ngày đến vạn ngày chưa với vật sầu. Anh vẫn nằm đây mà sao đang xóa nợ xóa. Tên anh, tên tấm thẻ bài, còn gì nữa với máu đông cô mắt mỗi người thần. Sống hiên ngang, sống gian nan khắp chốn mọi miền. Qua một đời, tên anh chẳng còn nguyên. Ngày xưa nhớ lần qua phố vui anh gửi em tấm thẻ bài này và nói đây là tấm kim ngân anh để lại cho mình. Em nào hay
em nào mơ nào ước chi đâu, nay đời anh về cõi thiên thu, em mới biết lòng đầu. Chiến cuộc nào rồi chăng lụng tàn sau bao năm dài, anh nằm bình yên để ngồi hồng ân. Phút cuối chưa quên người tên, đừng sợ nữa, đừng sợ nữa, đã có em đây vuốt mắt ngàn thu, có em đây giữ trên tay tấm thẻ bài này. Xin một đời qua phụ cùng anh. Tôi hứa mọi người, người lính Việt Nam Cộng Hòa, để về một thế giới nào yên vui nhất. Ngày xưa nhờ lần qua phố vui, anh gửi cho em tấm thẻ bài này, và nói đây là tấm kim ngân anh để lại cho mình. Em nào hay, em nào mơ, nào ước chi đâu, nay đời anh về cõi thiên thu, em mới biết lòng đau. Chiến cuộc nào rồi chẳng luôn tàn sau bao năm dài, anh nằm bình yên để ngồi hồng ân. Phút cuối chưa quên người tình, đừng sợ nữa, đừng sợ nữa, đã có em đây vuốt mắt ngàn thu, có em đây giữ trên tay tấm thẻ bài này. Xin một đời qua phố cùng anh, xin một đời qua buồn cùng. Kính cảm ơn cô chú bác anh chị đã chia sẻ qua bài thơ của người lính Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta đã ghi ơn, và bây giờ bài hát của tấm thẻ bài mà của người lính nằm xuống để lại cho một người tình. Giấc mộng rất cảm ơn, và rất cảm ơn, kính chúc sức khỏe đến với cô chú bác anh chị trong diễn đàn. Năm mới thật là bình an và nhiều sức khỏe. Bây giờ chắc gửi gửi mic lại cho chú không trợ nha. Cho kính mời chú lên mic ạ.
sao không trả cái nước mà bấm mic cô không trả đó, nó trục trặc rồi bấm phải ấn tay luôn nó mới ăn. Ngay cái hôm mà chị trước hết không trả, kính chào lại quý vị, giờ nghe chắc không trả phải vừa bấm vừa vừa để cho nó phát. Ngay cái hôm mà chị Tâm Oanh đó, chỉ cho chị Sóc Trăng xưa đó, thì hôm đó không trả, không biết có bấm tới bấm lui cái gì không, mà bây giờ cái mic nó không còn cái dấu mũi tên xuống mà dấu mũi tên lên, mà bấm nó không ăn, nó không lock mic on đó, thì thôi không trả, để tạm như vậy, không trả, bấm giữ như vậy. Rồi hôm nào có rảnh không trợ hỏi lại chị Tâm An chỉ cho không trợ. Không trợ trước hết cũng kính chào quý vị. Không trợ ca bài buồn. Đang thương đau đôi ta ăn mãi chưa đầm màu, từ đợt cay đắng biết thương tình đôi ta thật buồn, như đóa hoa nở buồn, tình yêu không trọn vẹn buồn mỗi buồn hơn. Đang thương đau đôi ta ăn mãi chưa đùm màu, còn là cay đắng giết thương yêu tình đôi ta thật buồn, như loa hoa nở buồn, tình yêu không
không trọn vẹn. Buồn mỗi ngày buồn hơn, tình yêu không trọn vẹn. Buồn mỗi ngày buồn hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị cho Không Trọ một phút để Không Trọ coi sửa lại cái đó được không. Sao mà cái chỗ mà lock mic đó nó mất cái mũi tên xuống, chỉ còn mũi tên lên không à. Chỉnh hoài cũng không đứng.